Rồi, xin chào mọi người. Rồi, hôm nay mình sẽ dành thời gian để mình hướng dẫn tiếp theo cái guitar cơ bản phần 4. Hôm bữa là mình hướng dẫn phần 3 là gồm điệu mat và điệu phốc. Hôm nay mình hướng dẫn tiếp phần 4 nha, cho các bạn mà học cơ bản. Còn các bạn mà đã biết điểm hát rồi thì khác. Còn các bạn mà mới học cơ bản nên xem những cái clip này vào cái danh sách phát á, vào danh sách phát của mình á, rồi vào cái phần gọi là guitar cơ bản thì mình có đưa vào mấy cái mục gọi là phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 đó cho các bạn học cho dễ. Thì tuần này mình sẽ dành thời gian mình hướng dẫn cho các bạn cơ bản ha, phần 4. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp phần 4 là điệu van điệu van nhịp 3-4 gồm 3 nhịp trong một ô ha. Nó sẽ như thế này: bùm chát chát, bùm chát chát. Ví dụ mình bấm đô trưởng đây ha. Quan trọng là cái tay phải của mình đánh điệu thôi. Nó gồm 3 nút đen, 3 hình nút đen là 3 nhịp. Mình cứ gõ nè, gõ chân nè, nhịp chân: bùm chát chát, bùm chát chát, bùm chát chát. Thì hợp âm sẽ nó sẽ chuyển vào cái bùm bùm chát chát bùm. Mình đánh cũng như vậy luôn, đánh phải đều ba bằng ba hình nút đen luôn. Cái bát này là mình đánh hợp âm nào là đánh bát đó. Ví dụ đô trưởng là mình đánh bát như năm là nút đô đây, còn rê thứ là đánh bát như gì, như bốn. Son trưởng mình đánh bát như sáu. Cứ hợp âm nào là đánh bát gì đó, các bạn nhớ vậy nha. À, rồi các bạn xem nè, thì nếu như mình quạt á thì y vậy luôn, quạt thì mình quạt chung chung cũng bùm, một cái bùm là mình quạt xuống hết luôn cũng được, hoặc là quạt ba như trên thôi, còn cái chát là ba như dưới. Trong khi mình quạt á là cái chân mình nó nhịp nè, mình tập nhịp cho nó quen, bùm chát chát. Cái chân mình đang, cái chân mình đang, ví dụ đây là cái chân nha, bùm chát chát, bùm chát chát, bùm chát. Các bạn cứ tập từ từ nó quen, rồi sau này các bạn sẽ nhịp thì nó sẽ chắc ha. Nhịp chắc thì mình đệm hát những bài khác nó dễ, những bài khó nó cũng dễ. Rồi giờ mình ví dụ các bạn nha, mình ví dụ mình cứ đánh đều như vậy đó, bùm đó, bùm chát chát ba nhịp. Mình sẽ hát cho các bạn ví dụ một cái bài như là bài ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Đó, cái bài bài cho con. Mình ví dụ nha. Thì cái bài cho con này á, là nó sẽ vào nhịp thứ 3. Điệu van có 3 nhịp. Bùm, chát, chát. Cái bài chữ cho con này, bài cho con này á, chữ 3 đầu tiên là nó sẽ vào nhịp thứ 3. Bùm, chát, ba. Nếu mà các bạn vào nhịp thứ nhất và nhịp thứ hai nó sẽ bị rớt. Chỉ chữ sẽ nó sẽ quay lại từ đầu nha. Ví dụ nào, bùm chát ba sẽ là đó, vậy nó mới vào nha. Mình ví dụ nha, bài đó là gồm đô trưởng, mà cho con đô trưởng nè, son 7 ha, pha trưởng nè, mi thứ, rê thứ nè, pha trưởng nè. Các bạn nào mà bấm pha trưởng chặn không được thì bấm tắt ha. Bấm như thế. Như 4. Như 3, 2 như 1 như 2 ha, tắt. Rồi son 7 đô trưởng. Đó. Cái bài này để tí mình ghi xuống dưới cho các bạn. Bài là cơ bản, các bạn học điệu van là nên học bài này, cơ bản, rất là cơ bản luôn. Ha. Giờ mình ví dụ nha. Giờ đầu tiên mình tập chỉ như quen nè. Đô pha son, mình nó dạo đầu mình vô đô pha son, đô pha trưởng son 7 về đô trưởng, bắt đầu vô hát ba sẽ đó, làm lại nha, đô trưởng pha son 7 về đô trưởng, ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cánh hoa cho
hợp âm mà giọng đô trưởng á, son 7 và son trưởng mình có thể đánh chung được. Các bạn nhớ, ví dụ mình đánh son trưởng nè. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cánh hoa cho con cài lên ngực. Được hết các bạn nhớ. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Qua cũng được ha, qua cũng được, đánh móc cũng được. Ngày mai con vốn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Đó, đánh quạt cũng được, móc cũng được. Vì sao đúng nhịp rất là cơ bản, các bạn nhớ học cơ bản trước đi đã. Khi mình chắc nhịp rồi mình biến tấu xong, mình học biến tấu rồi, chắc nhịp rồi biến tấu nó dễ lắm, tự biến tấu được rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã nhiều đã theo dõi nha. Tuần này mình sẽ hướng dẫn mấy clip cơ bản cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi mình. Nhớ like, subscribe, chia sẻ cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, xin tạm biệt.